Rồi em xin chào cô chú anh chị đã đến với clip mới của em nha. Hôm nay thì em với Bin đi thăm lời cô chú ơi. Mấy anh em bữa em với Bin đặt được mấy chục cái cả nhà. Mới mua cũng mấy chục cái về đặt. Bữa nay hai anh em đi thăm cái quay cho cả nhà mình xem thử có được nhiều không nha cả nhà. Này Bin, cưng quay anh đi. Cái anh thăm cho. Xuống thăm cả nhà ơi. Em xuống thăm cái quá trời ốc. Ốc con nào mấy con này cả nhà. Bành bành luôn. Trời ốc dữ vậy. Ôi, con cá dày cả nhà. Nè cả nhà, xem cá dày nè. Ôi ôi, hết biết con cá dày. Cá dày này cỡ 200-300 gram cả nhà. Ừ. Cái gì vậy? Ốc cá sặc thì tùm lum luôn cả nhà ơi. Đó cả nhà. Ôi da, con cá. Ôi. Con cá nữa xuống sông á. Tay thăm lờ đúng là cái tay thăm lờ thì chứ trời ơi cái gì cũng 300 gram vậy trời lại đúng là cái tay thăm lờ thì các cô chú lại đi chứ chạy luôn rồi thôi thua. Rồi lên đường tiếp tục coi cả nhà ơi. Kiếm con khác coi. Thăm mấy cái kia làm như nó kinh khủng cá sao cả nhà. Ở đây thì chạy thêm con cá dày nữa. Cá dày này thì nó không có bự mà nó mập, được cái nó mập lắm cô chú. Cá dày nè. Mập lâu à. Lên lên Bin ơi, lên lên khoe cá đừng tắt. Chú lên chú xuống có cái đường mòn. Quá trời mệt, đừng tắt đi, lên lên xin chở nữa. Nhớ là bữa đặt con cái lỗ này nó lỗ một chút nhớ nè đó bên đây rồi cả nhà vui mới thấy con gì chà rột luôn á, không biết con gì à, con cua, có một con cua, trời ơi, con cua cạn bự ghê không cả nhà, thấy con cua cạn nó không lạnh không cô chú, mình để lại đi đi, nghe mới tới cái lợ mà nghe nó chà rột thì biết rồi, cái này cả nhà xem nè, một bình trứng ngắt gì mà nó không có cá nhiều. Tại quay cái này được chưa? Đây còn cái nữa. Quá trời nắng nó bắt. Nắng phải nói là
lợi tới thấy cái lợi tung 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 cả nhà, đã rồi để em lên đường em thăm mấy cái đằng kia luôn cả nhà. Cô chú chị thấy chạy giật luôn mà em chưa có dở lên là cái gì nè cả nhà. Chú xem thử là cái gì. Công nhận lờ này chạy ghê luôn á cô chú. Cô chú nào mà ở miền Tây á mua chừng 5-7 cái, 10 cái về đặt kiếm ăn là hết bài. Ôi ôi. Có lóc không cả nhà ơi. Mấy con. Hai con. Ôi ôi. Cặp cá lóc. Lên trên em trai. Dây. Vô lận cặp cả nha. Rồi đổ đi, đổ đi. Tháo cây. Tháo ba cây ra. Cái này là một cặp luôn cả nha. Ôi. Lóc nó bự nè. Đổ vô trong ấy vậy đi vô. Quá trời nhạy cả nhà ơi. Đó. Thầm mới mấy cái nha cô chú. Ui ui cá lóc cả nhà. Đen thui ú ì luôn. Nóng lạnh chưa cô chú. Cá này cỡ 4 gram nửa ký cả nhà. 400 gram, 4 lạng. Quá trời đã cô chú ơi. Quá văng nước rồi cô chú ơi. Chạy thấy ham luôn trời ơi. Cái con mấy con. Mấy con. Ừ, con vậy. Trời ơi. 4 con cả nhà ơi. Chạy thì thấy ham á cả nhà. Mất quá cũng thấy tiếc. Ôi ôi. Cả nhà xem nè. Chạy đã ghê luôn. Em hai em ba hai em bốn em rồi xích cá hơi bị nặng rồi á, xích cá nặng rồi đó. À đã cô chú ơi. Đặt này em cầu mong cho ông cố ông nội ông sơ ông sở em đừng có ai xin ai mượn giùm em cái mượn quá trời ơi, buồn quá. Đi bên đây tiếp tục cả nhà ơi, chạy vào một sắt luôn. Quá trời đã này cái nhà xem nè, chậu dậy con bành bành không. Ôi, bin bin bin. Chạy thấy ham. Trời ơi. Ba con cầu dày cũng khiếp. Đây cô chú. Đó. Nè. Quá đã cả nhà ơi. Một em. Cá bự không luôn cả nhà.
về bự không? Hai em. Dạ em thứ ba. Ba con này cũng nửa ký hơn á cô chú. Hai con cá dày khủng khiếp cả nhà. Hai con. Cá này chạy được hai con lên lên bờ, lên bờ. Lên bờ để xảy nữa cả nhà ơi. Chạy có con cá biến chữ tới chữ lui, chữ xuôi chữ ngược cả nhà. Ồ cá dày không rồi cô chú. Con nào con nấy nó mập ủ rồi luôn. Cả nhà xem con cá dày nè, mập lù ú ì mọt bé. Trời ơi tay này thăm lò cứu kỳ ta. Xuống đặt lại. Cái tay thăm lò đúng cả nhà ơi. Xuống thăm cái này thì chạy tiếp nữa nè cả nhà. Cái gì nữa? Cái gì nè cô chú? Có lấy cái bị không Vin? Có xách cái bị theo không? Chắc ra đi tập 2 quá. Con này mà ra đi cái nữa thôi chắc lại người ta luôn cả nhà. Xong hai cái được hai con. Mà con thứ nhất thì ra đi rồi. Cái con thứ hai mà ra đi nữa. Nó nhảy nó nhảy. Ôi ôi thôi 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 bạn ơi, thôi thôi. Đi cả nhà, lên cả nhà. Theo em. Cho nó vào bị. Cá thứ hai mà để cái gì vậy ta? Vô con lại xảy hết em mày. Để lại đây kiếm tôi có cái lò không? Thử đầu tiên này toàn thăm kiếm không một chút. Thăm kiếm muốn hiểu luôn. Mình xếp bằng cái trạm ấy chứ. Chưa cái gì á. Cái này nãy nói. Ừ, tôi thấy coi. Cái này nãy xảy con cá. Con cá đầu vậy. Rồi, lên đường đi tiếp cả nhà ơi. Chạy thì thứ hai không có cô chú ơi. Mà có một cái nó mất quá trời luôn, cửa đầu tiên mà mất em bàng hoàng luôn cả nhà. Cái này được hai con nữa này cô chú. Hai con cá lóc. Trời ơi nó mất thứ ghê quá cả nhà ơi. Nãy giờ thăm luồng này không thăm mất 7-8 cái, cửa đầu tiên thăm luôn. Hay công nhận cao nhận. Em với Bin mà kiếm hai thằng cái mặt buồn xo luôn. Quá nản rồi cả nhà. Rồi. Chắc 2 ký rồi cả nhà. Nè cả nhà. Quay cái đi. Để cho cô chú chị xem đi. Có lóc bệnh mạnh không, đầu dày thì con nào nếu mà phụ gì không. Rồi nó đã. Thăm xong rồi cả nhà. Nay thì được chắc cũng cỡ 4-5 ký á. Rồi 4 ký 5 ký. Cậu gỗ nặng. Nè Bin, đem lại quay cho cô chú anh chị xem cái đi. Quên đây. Cọc sắt luôn cả nhà. Cá lóc. Cá lóc đầu dày con nào lấy bành bành không cô chú.
nhà thấy ghê không? Nóng lạnh cá lóc cả nhà. Rồi bây giờ em với Bin về, clip của em kết thúc tại đây. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người trong những cái clip sau nha. Cô chú anh chị nào thấy hay hay là muốn mua lờ á thì cứ liên hệ theo số điện thoại của em có để dưới bên dưới cái màn hình đó cả nhà. Cô chú anh chị nào có muốn mua thì cứ ủng hộ em nha. Cảm ơn tất cả mọi người trước nha. Bây giờ em với Bin lên đường đi về cả nhà ơi. Tủ này chắc cũng cỡ 4kg hoặc 5kg cả nhà. Chứ không ít. Chạy thấy ham luôn á cô chú. Mà có một cái hơi buồn mắt.